kể ai mua xe ô tô đều muốn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho chiếc xế yêu của mình. Họ làm nhiều cách, những người cực đoan thì giữ nguyên ni lông bọc, nhưng hầu hết mọi người đều bọc thảm sàn, mục đích để tránh khỏi những rác rưởi trẻ em nếu có hoặc bùn đất khi dẫm chân vào. Thảm có thể tháo ra để vệ sinh dễ dàng. Trên thị trường hiện đang có rất nhiều loại thảm lót sàn, tuy nhiên không phải loại thảm nào cũng vừa ý chủ xe. Nếu không cẩn thận, sẽ tiền mất tật mang, mua phải loại thảm khó lau chùi, lại sinh ra mùi khó chịu, ảnh hưởng tới sức khỏe. Gần đây trên thị trường xuất hiện loại thảm được quảng cáo là thảm 5D, rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn và tin dùng. Vậy loại thảm này liệu có tốt thật hay không? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu. Đối với dòng thảm 5D và 6D do chúng tôi cung cấp thì được định hình chuẩn xác theo từng model xe riêng biệt, thiết kế chính xác từng góc cạnh nên đảm bảo độ vừa vặn tuyệt đối. Với chất liệu da được phủ bề mặt carbon hoặc là da Hermes cao cấp thì chịu mài mòn rất là tốt, và đặc biệt là các bạn có thể sử dụng giày tây hoặc là giày cao gót thoải mái mà không sợ bị chảy xước. Với kết cấu 5 lớp nên dòng thảm này có thêm một chức năng đặc biệt, đó là hỗ trợ cách âm chống ồn hơn hẳn so với những dòng thảm thông thường. Được thiết kế định hình che 90-95% nỉ xe nên dòng thảm này cực kỳ dễ vệ sinh. Loại thảm 5D lắp đặt cực kỳ đơn giản vì được thiết kế chính xác theo từng model xe riêng biệt nên chỉ cần bỏ thảm nỉ hoặc cao su cũ ra rồi đặt thảm này vào với vài thao tác cài chốt là bạn có thể có một bộ thảm ưng ý. Sau khi bỏ thảm cũ ra ngoài để lắp ghế lái, các bạn lùi hết ghế ra sau và đặt thảm 5D vào, xoay và cài chốt cố định. Vậy là đã có một tấm thảm hoàn chỉnh. Với ghế phụ cũng tương tự như vậy, hàng ghế sau các bạn tiến hai ghế trước lên trên để dễ lắp đặt. Với thiết kế liền tấm ở hàng ghế sau sẽ giúp nội thất xe trông liền mạch và sang trọng hơn. Mẫu thảm này được thiết kế chuẩn xác nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì nó không ảnh hưởng đến kết cấu cũng như không phải tháo ghế hay bất cứ con ốc nào trên xe. Mọi hoạt động của xe, ghế vẫn nâng hạ trơn tru như thường. Không giống như dòng thảm nỉ, nhựa hoặc cao su, sử dụng một thời gian sẽ bị tích ẩm gây mùi khó chịu hoặc có thể gây phát tán một số mùi độc hại từ nhựa nếu để ngoài nắng quá lâu. Dòng thảm 5D có bề mặt được làm từ chất liệu da Hermes hoặc da carbon cao cấp. Bên trong là lớp mút có độ đàn hồi cao kết hợp với lõi XPE siêu bền và lớp đáy gồm các hạt chống trượt mật độ cao, nên sản phẩm hoàn toàn không có mùi cũng như mang đến độ an toàn cao cho sức khỏe của người sử dụng. Trên xe có hai vị trí cực kỳ quan trọng mà các bạn cần làm thêm thảm lót chống bẩn, đó chính là sàn xe và cốp xe. Vì hai vị trí này thường xuyên được sử dụng nên khả năng là bụi, đất cát từ giày dép hoặc là đồ ăn rơi rớt ra rất nhiều. Nếu như không được bảo vệ chỉ trong một thời gian ngắn thì nỉ xe nguyên bản sẽ bị xuống màu này hoặc là bị bẩn và đặc biệt là rất khó vệ sinh. Chính vì thế chúng tôi đã cho ra đời mẫu lót cốp da 5D mới nhất. Với mẫu lót cốp này thì được fix chuẩn theo khoang cốp nên đảm bảo độ vừa vặn tuyệt đối. Chính vì thế nó giúp cho những dòng xe SUV hoặc là CUV có thể thêm một cái tác dụng nữa ngoài công dụng chở đồ, đó chính là có thể hạ hàng ghế và trở thành một khoang giường nằm lý tưởng và là chỗ vui chơi cho trẻ nhỏ. Sau khi lót thảm, việc vệ sinh khi sử dụng thảm lót sàn kiểu này cực kỳ dễ dàng. Đối với mẫu thảm 5D không kèm sợi rối, các bạn chỉ cần hút bụi trên bề mặt, sau đó sử dụng khăn ẩm lau là sạch. Vì cấu trúc bề mặt da Hermes hoặc carbon đều là dòng da chống nước, chống bám bụi khá cao, nên hầu hết bụi chỉ ở trên bề mặt thảm mà không bị rát hay ngấm như dòng nỉ thông thường. Để bền và dễ vệ sinh hơn, khi sử dụng các bạn nên dùng thêm lớp rối 6D đính kèm trên thảm, vừa sạch vừa nâng độ bền của thảm lên nhiều hơn. Với loại này chỉ cần xoay nhẹ chốt là có thể bỏ lớp rối ra ngoài xịt rửa, xì khô. Bề mặt thảm da hút bụi hoặc lau qua bằng khăn ấm sạch rồi lau lại là bạn đã có một bộ sàn đẹp như mới. Với giá thành dao động từ 2 đến 5 triệu để có chọn bộ thảm sàn và lót cốp, chúng tôi sẽ bảo hành 2 năm và bảo trì trong toàn quá trình sử dụng sản phẩm. Bảo Hà là đơn vị đầu tiên giới thiệu thảm lót sàn da ô tô cao cấp tới thị trường vào những năm 2008. Khi đó thì khách hàng đón nhận rất nồng nhiệt và trầm trồ vì chưa từng thấy bộ thảm nào đẹp như vậy cho xe ô tô. Sản phẩm của chúng tôi được bảo hành lên tới 2 năm. Chúng tôi đảm bảo nguyên liệu sản xuất đều là da nhập khẩu cao cấp và các form mẫu sẽ được thiết kế riêng biệt chuẩn xác theo từng model xe. Bảo Hà thành lập cho đến nay thì cũng đã được 10 năm. Chúng tôi chuyên sản xuất và cung cấp phụ kiện đồ chơi ô tô. Trong đó thì thảm lót sàn da và lót cốp da
cao cấp là hai sản phẩm thế mạnh của chúng tôi trên thị trường. Tất cả các sản phẩm đều được chúng tôi lựa chọn và nghiên cứu kỹ càng về tính hữu ích cũng như là độ bền, độ an toàn trước khi giới thiệu tới khách hàng. Vì vậy, tất cả các sản phẩm và bản thân thương hiệu Bảo Hà thì đều được khách hàng rất là tin yêu.